Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Showbiz News. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu ba ký tự mà Triệu Lệ Vĩnh dùng để xưng hô với Phùng Thiệu Phong sau ly hôn là gì mà được đánh giá là EQ đỉnh cao, đồng thời tiết lộ mối quan hệ giữa họ trước và sau như thế nào. Triệu Lệ Vĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn được 3 năm. Sau khi kết hôn đã có một cậu con trai, thì tháng 4 vừa qua họ tuyên bố ly hôn trong êm đẹp. Thông tin này đã gây chấn động làng giải trí. Những tưởng hai người họ rất yêu nhau, có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc và viên mãn bên cậu quý tử. Nhưng chuyện tình ấy đã đi đến hồi kết quá sớm khiến người hâm mộ, đặc biệt đối với những người hâm mộ đã âm thầm ủng hộ Triệu Lệ Vĩnh, nhiều người tỏ ra vô cùng đau lòng. Dù hai người hai ngả, nhưng trái đất tròn mà trung tâm cuộc sống của họ là cậu con trai duy nhất, cả hai đều phải phát triển trong vòng tròn quay của trái đất, họ vẫn phải gặp nhau. Vậy lựa chọn cách sống như thế nào mới là điều quan trọng? Nhớ lại hành trình quen biết của họ cũng là vì kịch bản phim ảnh và tất yếu sẽ gặp nhau vì công việc. Tình cảm ấy phát triển trên cơ sở cảm, hiểu, rung động và yêu. Song tình yêu cũng cần phải được nuôi dưỡng và chăm sóc. Nếu cứ kéo dài mối quan hệ không tốt thì tình bạn cũng chết chứ đừng nói đến tình yêu. Vì vậy, họ đã lựa chọn một mối quan hệ an toàn và mối quan hệ sau hôn nhân giữa cặp sao đình đám này khiến nhiều người tò mò. Suy cho cùng, việc các bậc tiền bối của làng giải trí gặp khó xử trên sân khấu không phải là chuyện hiếm. Chẳng hạn như Trần Hách với Hứa Tịnh, Huỳnh Dịch và Khương Khải, Châu Hải My và Lữ Lương Vĩ, Châu Nhuận Phát và Dư An An, Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Tất cả đã có những giây phút khó xử khi có cuộc hôn nhân không ổn thỏa. Đó là lý do mà phóng viên đã phỏng vấn Triệu Lệ Vĩnh cách đây vài ngày khi cô ấy tham dự sự kiện. Nếu bây giờ gặp lại Phùng Thiệu Phong, bạn sẽ gọi anh ấy như thế nào? Những lời lẽ thẳng thắn của Triệu Lệ Vĩnh rất nổi tiếng trong giới giải trí vì nó coi như nhát đao chém xuống người ta, để lại cho cô biệt danh Triệu Tiểu Đao. Vì vậy, khi phóng viên hỏi, mọi người đều phỏng đoán cô ấy sẽ nói gì đó làm cho người ta choáng váng. Nhưng ngược lại, Lệ Vĩnh bình tĩnh nói, dù ở trong hay ngoài sân khấu, tôi đều coi anh ấy như một người bạn tốt của mình. Phải thừa nhận rằng EQ của Triệu Lệ Vĩnh đỉnh cao, chỉ ba chữ đơn giản, người bạn tốt, nhưng đã thâu tóm lại tình trạng hiện tại của họ sau ly hôn, đồng thời cũng cho thấy trước kia trong cuộc sống vợ chồng họ cũng đã cư xử tốt với nhau như thế nào. Có lẽ vì lý do gần ít xa nhiều, không có thời gian quan tâm đến nhau nên tình nghĩa vợ chồng phai nhạt. Nhưng tình bạn đẹp, từ bạn tốt, phân tích nghĩa đen, họ có tình bạn sâu sắc và có mối quan hệ cá nhân tốt. Nhưng dù gì thì họ cũng là bạn bè chứ không phải quan hệ gia đình. Rốt cuộc, dù thế nào đi nữa, nếu hai người đã có con thì không thể trở thành người xa lạ. Trong câu trả lời ấy cũng gián tiếp phủ nhận mọi thông tin đồn thổi về nguyên nhân ly hôn giữa cô và Phùng Thiệu Phong trong suốt thời gian qua. Dù thân hay sơ, vẫn luôn tôn trọng, tương kính như tân, đó là điều đáng trân quý ở Triệu Lệ Vĩnh. Chúng ta hãy cùng like và thả tim cho cô ấy nhé!